Okay, so hello and welcome to Pandado. Are you ready for our lesson today? Are you ready? Okay. Okay, today we will learn a little bit about grammar. Basically, we just do present tense. But when you talk about the past, talk about history, you need to use past tense. Yeah. Okay. The reason why the topic sentence today is a question. In past tense, what did you do? Okay. What did you do? This is kind of what you use when you ask about the history, about the past. Okay. Organic, yes, on what is organic companies? Organic, những cái gì mà kiểu là liên quan đến tự nhiên, nguồn gốc từ tự nhiên, nguồn gốc từ thiên nhiên, nó không qua cái các cái thêm các cái phụ gia chế biến nhiều. Organic. Okay. Here we have some words they write in bold. Bold. Bold tức là in đậm. Bold. Tính từ. Bold in đậm. Nó nghĩa là dũng cảm các thứ trong tính cách, nhưng mà cái trong từ thì nó gọi là in đậm. Những cái từ này nó là dạng quá khứ của các cái động từ thường. Okay. Ví dụ run thì là quá khứ của run. Okay. Swim thì là quá khứ của swim. Còn sleep là quá khứ của sleep. Trang tương tự. Ok, để mình viết lại cho đây cho bạn. Run này, các từ đầu tiên nhá, bắt đầu từ từ tiên đấy, swim, tiếp theo là gì? Drink, sleep, sleep, drink chuyển sang drank, pet, là eat, the ăn, okay. Bought, buy. Sing, sing chuyển sang sang. Okay. Đây là các cái, nó có một list các cái động từ bất quy tắc. Thì đây là những cái động từ bất quy tắc, tức là nó không theo thông thường các động từ khi chuyển sang dạng ed hay là dạng phân từ hàn sẽ dùng thêm verb ed ở cuối. Ví dụ như là kiểu watch thì nó sẽ chuyển sang động từ quá khứ thì nó xem cuối ed. Hoặc là addict, addict là nghiện, ok, thì chuyển sang addicted, nhưng mà thì như thêm đuôi hai chữ d, nghiện lập, hay là từ gì nhỉ, từ run, study chẳng hạn, này. Chiều quá khứ thì nó sẽ chuyển sang study. Okay. Có một số chú ý là các cái thông thường các cái động từ chuyển sang quá khứ nó thêm đuôi ed. Đấy nhất. Dạng thứ hai là một số cái động từ kết thúc đuôi y dài thì nó sẽ chuyển thành y ngắn sau đó thêm đuôi ed. Và dạng thứ ba là những cái động từ bất quy tắc. Đây ví dụ là một số động từ bất quy tắc ở trong bài. Đấy, khi chuyển sang thì quá khứ thì nó sẽ không thêm đuôi ed. Run sẽ chuyển thành ran. Okay. Swim thì mình chuyển thành swam. Đấy, như trong bài. Sleep, sleep, drink, drank, drunk. Eat, at, eaten. Bought, got it. Đấy, xin. Thế cái này bạn có thể Google search ra động từ bất quy tắc, list động từ bất quy tắc. Thế nó ra.
English. phải là mình có phải học thuộc không? Ở cái này bắt buộc học thuộc và nó chả có cái bởi vì nó bất quy tắc. Bởi nó mình thấy nó quá trời luôn. Nó cũng nhiều ấy, nhưng mà mình dùng nhiều nó sẽ quen mà, không vấn đề gì đâu, dùng nhiều sẽ quen thôi, don't worry. Ok, thì đây có động từ nào bạn không hiểu nhỉ? Run là động từ quá khứ của ran này. Run động từ quá khứ của run, không vấn đề gì đúng không? Ở đây có động từ một số cái từ như này thì bạn cần phải phân biệt này. Khi mà dùng cái home này thì là mình sẽ không dùng giới từ to. Ví dụ bình thường mình sẽ dùng là ví dụ là run to school chẳng hạn. Tức là đến một cái địa điểm nào đấy thì mình sẽ dùng giới từ Chạy to tới. ở là chạy tới. Nhưng mà ví dụ với từ home thì mình sẽ không dùng là động giới từ to. Ví dụ run home, go home, là come home. Đấy. Mình không dùng là to, một số trường hợp đặc biệt. Cái này để biết những cái từ nào bạn có thể tra thêm, ví dụ là các cái trường hợp mà không dùng giới từ to. Có một list. Tiếp theo mình có từ hotel đúng không? Hotel là khách sạn, thì có một số cái dạng mà bạn phải nhớ là hotel. Ok, trọng âm rồi âm tiết hotel. Mình cần motel. Ok, nhà nghỉ. Mình có inn, cũng là dạng nhà trọ. Vâng, hostel, hostel. Ok, hostel. Nên đọc là hostel, nhà trọ. Số cái dạng về nhà nghỉ khách sạn phân biệt viết khá giống nhau, hotel, motel, inn và hostel, hostel. Tiếp theo mình có pub. Pub là cái nơi mà uống rượu, quán rượu. Pub là chuyên để phục vụ rượu. Thế là mình có bar. Okay. Có club. Club thì thường là nơi mà vừa có đồ uống, bạn có thể uống uống wine, uống rượu ấy, uống cocktail. Bạn sẽ được nghe nhạc mạnh, kiểu nhạc dance, nhạc DJ, nhạc house, club. Còn bar thì giống kiểu nơi nó cũng nhạc, nhưng kiểu nhạc nhẹ nhàng hơn, nó đến đấy uống rượu trò chuyện. Club thì nhảy nhót các thứ rồi. Pub thì nơi này uống rượu, uống rượu không. Ví dụ trong cái bài Shape of You ấy, nghe vào S7 này, Shape of You, chắc bạn biết bài này đúng không? Cái câu đầu tiên của nó là the bar is the best place to find the love, so I don't know, club is the best place to find love, so bar is where I go. Tức là clubs thì kiểu đến đấy nhảy nhót các thứ, nó không phải nơi để trò chuyện. Bar thì nơi kiểu trò chuyện được hơn, thì ông ấy bảo là bar is the best place to find love, để tìm tình yêu. Sơn đây, câu Shape of You is the thỉnh thoảng đổi gió nghe nhạc tí. Câu đầu tiên là the club isn't the best place for the love, so the bar is where I go. Okay. Doing shots là kiểu là uống rượu, từng ngụm uống một shots. Bình thường mình có thể dùng là glass, glass một ly, ly rượu, cốc rượu, ly rượu. Drink a glass of wine or raise your glass. Raise là nâng lên, nâng ly ấy. Người ta sử dụng là raise your glass, nâng ly. Và ở đây nó dùng là do shots, tức là
uống shots nữa này, từng từng đợt uống. Lyrics hay mà, lyrics là những cái người ta dùng hàng ngày. Ok. At the store. Ở đây nó dùng giới như giới từ at rất là nhiều. Bạn nhìn này, at home, at the hotel, at the pub, at the restaurant, at the church, at the store. Thì cái này nó là at, tức là mình cộng với một cái địa điểm. Nó khá là xác định một địa điểm xác định. Ở đây bạn thấy dùng nó dùng là the hết này. Home thì không có the, không dùng home hay là the nhé. Ví dụ là the hotel, nó một địa điểm xác định, the thì dùng giới từ cho danh từ xác định, the pub. Tức là người ta đã nói về trước ấy rồi, bây giờ người ta nhắc lại, hoặc là cái này mình với bạn hiểu. Đấy, ví dụ là mình nói là ví dụ là tomorrow I will go to the school, tức là bạn hiểu là ngày mai mình sẽ đến cái trường đấy. Có thể ví dụ là mình với bạn là cùng trường. Đấy, thì là ví dụ mình hiểu là đến trường Hiểu hiểu. Osaka City thì tức là hai người hiểu nhau nên dùng là rất ất. Có một số khi mà dùng thì ấy, thì mình sẽ rất chú ý đến các cái trạng ngữ chỉ thời gian. Ok, ngữ chỉ thời gian thường dùng trong thì quá khứ. Ví dụ là ngày hôm qua đúng không? Yesterday. Dụ tháng trước, tuần trước thì mình sẽ dùng là last. Dụ last week. Hoặc là dùng là last weekend, last month. Ok, sorry. Thế là mình dùng dụ cách đây 2 năm, 2 ngày, 3 ngày chẳng hạn. Thì mình sẽ dùng là ví dụ là 2 years, tức là nó cộng khoảng thời gian cộng với thằng ago, cái câu đằng sau, tức là 2 năm trước. Ok, hoặc là 2 ngày trước hoặc là 10 ngày trước, 10 days ago. Ok, trước. Ok, trong tình huống thường quá khứ thì tức là khi mình nói quá khứ tức là hành động đấy xảy ra hoàn toàn trong quá khứ, kết thúc trong quá khứ. Đây người ta dùng last night, đêm hôm trước, nhiều last summer. Ok, và ví dụ bây giờ đang buổi chiều đúng không, mình gọi là this morning, tức là cũng thời gian quá khứ không, hai người hiểu nhau quá khứ thì cũng dùng là thì quá khứ. Ok, now I will ask you some question here. Ok, and all these questions are in past tense. So you need to answer and use the verb in past type. Ok, past tense. Okay. So I played with dog. what did you do last night? Ok, I played with my dog. With my dog. Ok, dog là danh từ mình sẽ phải dùng là ví dụ là chơi với lại một con chó, hay là chơi con chó của tôi, hay là con chó của hàng xóm hay gì đấy, mình sẽ cụ thể. Ok, so where you at home alone? Were you at home alone? Will. Ok, yes, I were. Ok, where did your mother do last night? Or where did your husband do last night? My husband was at home. Okay, that's wrong. So, did you sleep at the hotel last night? No, I did not. Okay, I did not. Very good. Did your parents go to Paris last summer? No, they didn't. Okay, so did your parents travel to any foreign countries before? Oh, yes, I Yes. did. Your parents. Yes, they did. Okay, so which countries did they visit? Japan. 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 Japan is là người Nhật, tiếng Nhật rồi.
Japan. Japan. Okay, very good. So, what did you eat this morning? I ate rice or meat this morning. Meat. Meat. Okay, rice. Rice. Okay, rice and meat. Okay, very good. So, did you feel the soul food tasty? Yummy. Did you like it? Did you like those food? Those food. Food. Those tức là những cái món ăn đó. Those No. Yes, I did. No. Yes, I just. Yes, I did. Okay. So, who washed the dishes yesterday? I was. I did. Okay. Oh, okay. I was. Sorry. I was. Okay. I watched the dish yesterday. Dishes. This. Okay. Dishes yesterday. So, how many dishes did you clean yesterday? Yes, I did. How many dishes did you clean yesterday? I don't know, remember. Okay, I don't remember. Okay, very good. Thank you. That's quite easy. Let me see. Is there any? Như cho mình hỏi chẳng hạn như ví Ừ. dụ mình nhớ lúc đọc lúc nào mình đọc là cái âm khi thêm ed vào phải có Ừ. chữ thêm ed vào thì lúc nào mình đọc là đó lúc nào mình đọc thì thành Tờ đúng không? Nó có ba cái cách phát âm. Có ba cách phát âm là tờ hoặc là đờ hoặc là ed à đứt. Thì tờ. Thực ra cái này mình cứ theo từ trước mình học lý thuyết thì thường mình toàn tra từ sau mình tra nó sẽ có cái quy tắc của nó. Bạn có thể Lúc lúc Google bài á là mình không biết được nào là mình cứ vô óc hoặc xong mình cha xong mình đúng tìm rồi vào bài đây nhá đó. bạn tra Oxford này nó sẽ có một phần này thì bạn tra này ví dụ bạn tra cái động từ watch watch mình vừa học xong nhá nó có tên đuôi đi đúng không đây. Bạn click vào cái chỗ verb forms thì đây nó sẽ hiện ra các cái dạng chia của động từ này. Okay. Ví dụ là present simple tức là tại đơn của nó thì nó sẽ không chia đúng không? Với các cái chủ ngữ là are you with they, với chủ ngữ là he, she, it thì nó sẽ chia là thêm đuôi es chứ không phải thêm đuôi s. Ok. Thế là past simple là cái dạng là quá khứ đơn. Thêm thui ed. Thì với đi bạn check cái pronunciation của nó đây thì nó sẽ đọc là Washed. Tiếp theo bạn có dạng là quá khứ hoàn thành thì nó cũng đọc là tờ này cho dạng đuôi in nhỉ thì nó thêm washing mình vẫn học thế còn trước đây có học nhưng mà mình thấy nó không áp dụng lắm bạn có thể tra là cách đọc ed chẳng xem nó phiên âm như nào đây này. Thì các cái âm kết thúc bằng S, F, P. Thực ra cái này nhiều lúc mình thấy nó cũng không. Với lại nhiều lúc mình không nhớ được. Cứ đọc theo đây nó chỉ có một cái âm này thì rất là dễ nhớ này, các cái đuôi kết thúc bằng T với D này. Chắc chắn là đọc bằng ví dụ wanted này, added này. Thì là những cái này đọc đuôi thật thì là rất là dễ nhớ đuôi T và đuôi D cái này bạn nhớ luôn đây.
Cái này bạn cứ dùng nhiều bạn sẽ quen thôi. Okay. It seems that we have nothing left for today. So now I will turn to like a conversation with you to improve your English skills, speaking skills. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn một số câu về cái công việc hàng ngày của bạn, cuộc sống của bạn, xong rồi bạn trả lời thì quá khứ nhé. Okay. So, what did you study? No. What did you work yesterday? Played my dog. No, what did you work yesterday? I stay at home. Stayed at home. Oh, really? Why? Why did you stay at home yesterday? Mỗi ngày giống nhau thì trả lời nào trời. Đều ở nhà hết rồi sao rồi trời. I stay at home every day. I stay at home every day. Okay, so what did you do for a living? What does you do for a living? Do for a living tức là kiếm sống. Trước đây thì đi làm rồi thì ở nhà sẽ nói sao nhỉ? Ok. Mình có thể nói là nói cụ thể đây. Last year Work. but I don't go to work now. For I don't want to eat now. Okay, another question. So, what did you buy in supermarket last week? What did you buy in the supermarket? Last week, what did you buy? I just buy car, buy care. Kia? Đi bằng xe. No, no, no. What did you buy? Buy. Buy that means that you take something, then you pay money. Pie. Buy. What did you buy? Last last week I buy meat. I like meat, but potato top. Beef, potato, Potato vegetable. 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 Meat. Yeah. Meat. And Is egg? Egg. Okay. The key part today is we learn about past tense. So we need to focus on verb in past tense. So the question is, what did you buy? So you need to answer. I bought. No, buy. Bought. Bỏ từ ót thì gần như bought. Bought. Đây, bạn có thể check nhé. Ví dụ từ buy. Form đây. Nhìn này, past simple của nó là bought. Phát âm của nó là b o và t. Thêm một cái dấu hai chấm đây tức là âm o dài. Đọc là bought, bought. Okay. Bought. Okay. Okay. So, did you travel to another country except Japan? Đã từng đi du
lịch ở đâu? Ở nước bạn. Trừ Nhật Bản, except. Does you travel to other countries except Japan? No, I didn't. Oh, yeah, no, I didn't. So, if you have a chance, what would you like to travel? Which country would you like to travel to? Which country would you like to travel to? Which nation? Which country? Nước nào? Could you like to travel to? American. America. I like to travel to American. No, America. America. Còn American thì là người Mỹ không? Ok, America. America. Or the USA. USA. The US or the USA. So why do you like to go to the US? Because it's famous. Yeah, it is famous. Famous. So, what is it famous for? Quite TV đấy nhỉ? Nói thế nào hả? Yeah, it appears on I see it. I see it a lot in TV show, for example. TV show. Những chương trình truyền hình. I see it a lot in TV TV show. Okay. So, how long did you spend on studying the Japanese? How long did you spend on studying Japanese? Bạn dành bao nhiêu thời gian học ở Nhật? Học tiếng Nhật, studying Japanese. Every day. How long? No. How long? Every day an hour. Okay. Acceptable. Acceptable. Okay, 1 hour every day. One hour every day. Okay, 1 hour every day. Còn mình có thể trả lời đơn giản, ví dụ là 2 years, 6 months, 1 year. Mình học tiếng Nhật bao lâu rồi mà? Okay, do you have any plan to improve your English? Hi. Đưa ra một kế hoạch học tiếng Anh á. Do you have any plan to improve your English? Đưa ra một kế hoạch học tiếng Anh. Bạn có thể đưa ra một kế hoạch. Bạn có kế hoạch học tiếng Bạn Anh có kế hoạch gì để nâng nâng cấp tiếng Anh của mình không? Cải thiện tiếng Anh không? every day I learn English. Yeah, đầu tiên bạn là yes or no? Yes, I have. Yes, I do. Yeah, yes, I do. Ví dụ nói là ví dụ at least 1 hour every day to practice English. Sao mà?
So, what will you do with 1 hour, with this 1 hour? What will you do with this 1 hour? 1 hour every day to practice English. Okay. Okay. So next question. So, what else? So, do you want to travel to another city in Japan? Travel, visit yes, another city in Japan. Yes, I do. Okay, so which city will you visit? I want travel to Hokkaido. Hokkaido, Hokkaido city. I want to travel to Hokkaido city. Okay. So what will you do in Hokkaido city? What will you do in Hokkaido city? Hokkaido city, the food is very good. Okay. Mình hỏi làm gì mà chứ có hỏi là đồ ăn ở đấy như thế nào đâu. Hokkaido City. In Hokkaido City, I eat the food. Yeah, very good. Yeah. Okay. In Hokkaido City, I will eat. Yeah. For example, street food. Street food. The món ăn đường phố. Street food. Because the street food there is so good. For example. Street food is so good, or so yummy, yeah, or tasty. Got yummy là ngon, rất là ngon. Tasty là ngon. Okay, good là ngon. Nhưng mà khi mình nói về food thì mình có thể dùng yummy, tasty thì nó sẽ nghe nó hay hơn, nó đúng về cái topic hơn. Có ví dụ the good chẳng hạn thì mình dùng cái gì cũng được. Người mình có là good, dùng món ăn nó là good, quần áo nó là good. Nhưng mình không thể dùng những cái từ yummy, tasty cho quần áo, giày dép, thứ hay là thời tiết các thứ. Nó chỉ dành cho food thôi. Ok. Ví dụ ở Việt Nam mình cái gì nói tốt 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 đúng không? Cái gì nói ngon được. Nhưng nó không cụ thể, ở tiếng Anh thì nó sẽ có một số từ dùng cho các cái phân cảnh cụ thể. Ok. Ok. Well, that's it for today. Do you have any question? Ok. So let's say goodbye to Pantado. Yeah, very good, Pantado. Bye bye, see you tomorrow. Hope you enjoy learning English.